kệ ý, chân lý luật nghi khất sĩ. Con người cái ý vốn hay, khi mừng khi giận đổi thay không lường. Vội vàng khi ghét khi thương, khi vui vui ngất khi buồn buồn hiu. Muốn ưa tạo xâm đủ điều, rồi khi chế chán bỏ liều như chơi. Pháp nương tương đối không đời, do hai lẽ ấy đời phát sanh. Dây đầy ngoài cảnh chung quanh, càng nuôi tạo ý trương thành thêm lên. Thôi đời càng nhiễm càng quen, bụi đời càng đông càng đen tinh thần. Nhiều năm chung lộn trong trần, ý mình còn giữ riêng phần đường đâu. Chịu mang ảnh hưởng từ lâu, ý căn thôi đã ăn sâu lắm rồi. Nếu ai nhận ý là tôi, tân thì bị ý cuốn lối luân trầm. Dắt đi theo nẻo lạc lầm, đọa chìm vào cõi tối thâm mịt mờ. Nghiệp nhân tôi quá bao ngờ, biết chi phương hướng bên bờ là đâu. Lướt theo ý dũng mong cầu, đèo cao văng vượt biển sâu lao mình. Con đường sinh từ tử sinh, ra vào lối tới thân hình đổi thay. Luân hồi trong cõi trần ai, cũng vì cái ý chuyển lấy không ngừng. Lên cao xuống thấp vô chừng, cũng vì cái ý lấy lừng buông lung. Ý năng che ngỡ oai hùng, người người râm râm phụng tùng vẫn theo. Nguồn đời đưa chạy thuận chiều, cảm thương cái bỏ riêu riêu xuôi dòng. Mấy ai cưỡng ý nén lòng, vượt nguồn dục vọng toa vọng nguồn ham. Tình tâm bớt nói ngân làm, lần lần nhập thanh siêu phàm từ đây. Đừng lòng có chấp riêng tay, cũng đừng tính có ý này ý kia. Ta người đừng tính phân chia, có không đừng tính đoàn lìa hai bên. Như thường như vậy như nhiên, như như chân động không thiên không dời. Sự duyên thì đạo khác đời, lý chợt đời đạo không rời không xa. Chấp không chấp có rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Sao sao thôi cũng là sao. Tâm không bằng vậy thế nào cũng xong. Tâm chân vạn pháp thay đồng quy chân, học đòi theo bậc thánh nhân. Phải trừ tâm vọng hoài huồng bổn nguyên, vọng tâm là ý tứ riêng. Thân tình lục dục một tên khác gì, thường nên kiềm xoa thành vi. Khi ăn lúc nói đứng đi ngồi nằm, đừng cho vọng ý phóng tâm. Phải nhờ giới luật buộc cầm khít khao, tuy không thấy ý chỗ nào, nhưng khi động tác ý sao ra ngoài. Nếu ai thiền định ngoài hoài,
hay là y mà bị cái trì rồi, bằng ai dài đại muôn trôi, tránh sao y mà chẳng lối xa đường. Vậy nên hãy ráng kèm cương, giờ giờ phút phút phải thường soi tâm, lăng lờ giữ vẻ trầm nhâm, tanh về dẫn kinh nê nằm thâm nghiêm, luôn luôn đôi mắt phải kèm, đừng hay nhìn liếc kiếm tìm chi, ngó ngay xuống bước chân đi, ngó vào tâm trí luôn khi không rời, lỗ tai phải để thanh thơi, chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai, nghe kinh nghe pháp nghe bài, nghe vào tâm trí đặng hay xưa mình, mũi thường phải gửi mùi thanh ấy, mùi đạo lý thơm lành hương đưa, ngửi lâu càng quên càng ưa, ngửi vào tâm trí để ngừa nhiễm ô, lưỡi dầu phải nêm vị thô, cũng đừng chê tranh tinh đồ cao lương, nêm là nêm vị chân thường, nêm bằng tâm trí tỏ tường nghiệm suy, thân như súng đối thức chi, tay chân kiềm chế trong khi đụng sờ, sờ thiên lý nam nguyện cơ, sờ chừng tâm trí xem mờ kẻo quên, y đừng vọng tưởng rối ren, thường năng quán xét những duyên tao phùng, tưởng suy tham cứu tột cùng, tưởng gom tâm trí tập trung điển lành, phàm trong sự thế tu hành, đừng buồn cái ý tung hoành tự do, bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm trí dâng cho người thầy, mặc người uống nang chuyện xoay, đặng mình diệt hẳn riêng tay y sàng, sống chung giao hội chữ tăng, không còn tự ý mới năng thuần hòa, đừng làm trái người ta, cũng đừng tự ý kiểu xa của mình, mới mong thực hiện hòa bình, nhờ nơi giáo pháp chương trình in khuôn, chẳng ai y lòng tâm buông, mỗi người năng đúng trọn uống thành phần.